Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Trung tâm Internet Việt Nam ra mắt cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền. Việt Nam dự kiến đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ ở lĩnh vực game và ứng dụng năm 2026. Viettel Money, giải pháp hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Internet Việt Nam vừa ra mắt cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền. Tính đến đầu tháng 5 năm 2024, tên miền quốc gia vietnam.vn có tổng lượng đăng ký sử dụng đạt 611.600, đứng thứ hai khu vực ASEAN, top 10 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn tin cậy, cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền do Trung tâm Internet Việt Nam phát triển, cung cấp cho cá nhân tổ chức sử dụng để báo cáo hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến tên miền, bao gồm cả tên miền quốc gia.vn và tên miền quốc tế. Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 5 năm 2024. Người sử dụng truy cập website có địa chỉ báo cáo lạm dụng dns.vnnic.vn hoặc dnsabuse.vnnic.vn thực hiện các bước theo hướng dẫn để báo cáo các tên miền bị lạm dụng, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin hướng dẫn về các loại hình lạm dụng tên miền. Đại diện Google châu Á-Thái Bình Dương đánh giá ngành game Việt phát triển mạnh mẽ và có tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 2,5 lần so với thế giới. Các công ty game của Việt Nam không ngừng đổi mới sản phẩm và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Theo đại diện Google, yếu tố đầu tiên làm nên thành công của các game made in Việt Nam đó là các nhà phát triển game rất trẻ, không có tâm lý sợ hãi và sẵn sàng làm cái mới. Đây là một lợi thế, họ cũng cho thấy sự linh hoạt khi sẵn sàng thử các phương án khác để đem lại hiệu quả cao hơn. Thứ hai, hiện chính phủ cũng xem game là mảng xuất khẩu quan trọng, đang nỗ lực đầu tư và hỗ trợ cho ngành. Sự kết hợp giữa doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan quản lý đang đưa ngành công nghiệp game phát triển mạnh mẽ. Tiếp theo, các doanh nghiệp game đã có sự kết hợp với nhau để cùng phát triển. Sự xuất hiện của Liên minh các nhà phát triển game Việt Nam đã đưa hệ sinh thái game lên một tầm cao mới. Những yếu tố đó đã thúc đẩy Việt Nam nằm trong top 5 về phát hành game trên thế giới với 4,2 tỷ lượt tải. Dự kiến năm 2026, doanh thu từ game và ứng dụng tại Việt Nam sẽ đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo thị trường dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu mới nhất của Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, FPT đứng trong top 50 công ty dịch vụ công nghệ thông tin châu Á xét theo tiêu chí doanh thu. Cụ thể, theo báo cáo của Gartner, với cột mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài trong năm 2023, FPT đã tăng 8 bậc so với xếp hạng năm trước, đứng trong top 50 của bảng xếp hạng các công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu châu Á năm 2023. Còn trong bảng xếp hạng các công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới 2023, FPT đã tăng 14 bậc so với bảng xếp hạng năm trước. FPT cũng là công ty công nghệ Việt Nam duy nhất được vinh danh cùng các công ty tên tuổi như Accenture, IBM. Việc có tên trong bảng xếp hạng này một lần nữa khẳng định năng lực của công ty trong việc cung cấp các dịch vụ, giải pháp công nghệ toàn diện cho các khách hàng trên quy mô toàn cầu. Thống kê của cổng thanh toán tiền điện tử AAA cho thấy Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu tiền số cao nhất thế giới. Theo AAA, UAE đứng đầu danh sách quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu tiền số cao nhất thế giới với tỷ lệ 34,4%. Việc sở hữu tiền số cao ở UAE xuất phát từ chính sách thân thiện của chính phủ với công nghệ mới. Trong khi đó, Việt Nam không cho phép giao dịch hàng hóa bằng tiền số, còn việc sở hữu tiền số vẫn trong vùng xám, khiến đây trở thành tài sản hấp dẫn. Vào tháng 3 năm 2024, dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain Chainalytics của Mỹ cũng cho thấy người chơi tại Việt Nam kiếm lời từ tiền số nhiều thứ ba thế giới, lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Việt Nam cũng là một trong 8 nước có lợi nhuận từ tiền số đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đại diện một sàn giao dịch tiền số top đầu Việt Nam cho biết các bảng xếp hạng chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là Việt Nam luôn nằm trong những thị trường sở hữu tiền số hoạt động sôi nổi nhất, tính cả về số lượng nhà đầu tư lẫn dự án mang tầm quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, với làn sóng chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến trong hoạt động kinh doanh, buôn bán và đời sống của người dân.
Tuy vậy, với nhiều bà con ở vùng nông thôn, miền núi, thì việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, có cài đặt ứng dụng để dùng tài khoản ngân hàng vẫn còn hạn chế. Giải pháp để hỗ trợ bà con tạo lập tài khoản và có thể thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt chỉ với một chiếc điện thoại thông thường, không cần kết nối Internet, đó là dùng tài khoản Mobi Money của các nhà mạng viễn thông. Trong đó, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Viettel Money do nhà mạng Viettel cung cấp đang được nhiều người dân lựa chọn sử dụng. Một buổi hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản không dùng tiền mặt Viettel Money tại nhà văn hóa thôn Lộc Tuy, xã Công Liêm, huyện Nông Cống. Rất đông người dân trong thôn đã đến đăng ký mở tài khoản và được nhân viên của nhà mạng Viettel hướng dẫn cách sử dụng. Phần lớn là những người lớn tuổi dùng điện thoại không có kết nối Internet, chủ yếu muốn dùng dịch vụ để nạp tiền, chuyển tiền mà không cần đến ngân hàng. Đối với nhiều người dân chưa từng sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến, thì việc tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt bắt đầu từ dịch vụ Viettel Money cũng trở nên dễ dàng hơn. Xã Công Liêm thì tuy rằng thế là dân cư thì đông, nhưng mà đang tiến hành cái phối hợp cùng với ngành Viettel thế là đang đẩy mạnh là giao dịch không tiền mặt. Bản thân cũng là rất mong làm sao như thế là được tiếp cận và như thế là thành thạo hơn để như thế là dễ dàng giao dịch trong cái đời sống, không phải đi lại nhiều lần. Đặc biệt ví dụ như công tác đóng tiền điện này và một số cái thì họ chỉ báo lên thông tin đại chúng và chúng tôi sẽ là thanh toán được rồi. Được cái hướng dẫn của Viettel Money này thì mình sử dụng hàng ngày thì rất là thuận tiện. Và đồng thời nó cũng tránh cho cái trường hợp là tránh tiền giả, không ảnh hưởng đến mọi xáo trộn của người dân. Thì tôi thấy là rất thuận tiện cho bà con nhân dân trong địa phương. Với ưu điểm chỉ cần ở đâu có sóng di động, ở đó có thể sử dụng dịch vụ Viettel Money. Cùng mạng lưới hàng trăm nghìn điểm giao dịch trên toàn quốc, người dân có thể thực hiện hoạt động nạp, rút tiền mà không cần đến chi nhánh ngân hàng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng tài khoản Viettel Money, người dân không mất bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, cũng không cần duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản. Điều này tạo điều kiện cho đối tượng khách hàng mà Viettel hướng đến là tất cả mọi người, đặc biệt là những bà con sống tại những vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù mới triển khai gần 3 năm, song dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Viettel Money đã được đông đảo người dân sử dụng. Hiện nay thì mỗi một tháng thì chúng tôi sẽ triển khai được khoảng độ 2 đến 300 tài khoản thanh toán cho đơn vị xã triển khai. Thì mục tiêu năm 2024 thì chúng tôi sẽ triển khai trên tất cả các xã. Trong thời gian hiện tại thì chúng tôi đang tập trung vào 3 xã, xã Công Liêm, xã Công Chính và xã Tế Nông. Mục tiêu đến hết tháng 6 năm 2024 thì chúng tôi sẽ hoàn thành triển khai cho người dân đủ điều kiện của 3 xã này. Trong bộ tiêu chí về chuyển đổi số cấp xã thì có các chỉ tiêu rất cụ thể thanh toán không dùng tiền mặt như: năm 2024, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác phải đạt 80%. Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70%. Với những yêu cầu như vậy thì việc các địa phương phối hợp với các nhà mạng viễn thông để đa dạng giải pháp tạo lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân sẽ góp phần giúp địa phương sớm đạt được các tiêu chí. Chúng tôi đã giao cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức như là hội nông dân và các tổ chức xã hội là tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao đạt được cái chỉ tiêu là 80% công dân từ 15 tuổi trở lên là có tài khoản để hoàn thành được cái chỉ tiêu. Thì địa phương cũng rất mong muốn là sẽ phối hợp với đơn vị Viettel rồi các đơn vị khác để tiếp tục hỗ trợ cho địa phương để đảm bảo được cái tiêu chí này. Kế hoạch của năm nay chúng tôi đang dự kiến là sẽ triển khai là trên 50.000 cái tài khoản mở mới. Đấy thì để làm được việc này ấy, thì chúng tôi đang đồng hành cùng với Sở Thông tin Truyền thông và chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã. Có nghĩa rằng là gì, mục tiêu là gì? Người dân khi ra ngoài đường chỉ cầm một cái máy điện thoại là có thể là thanh toán được tất cả các cái dịch vụ thanh toán, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn mà những khu vực này là cái hạ tầng mạng lưới của ngân hàng không đến được. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 550.000 người dân đăng ký và sử dụng tài khoản Viettel Money. Ứng dụng Viettel Money đã góp phần vào sự chuyển biến tích cực trong nền thanh toán số. Mục tiêu hướng đến là đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân, góp phần giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.